Kỳ Pháo, Thịnh Ken và Bảo Dòng Nghiền, Kỳ với Linh Cần Thơ và Hướng Chợ Điều, điểm bên Linh Cần Thơ 1-0. Tiếp một điều. Thank you.
Điểm 2-1. Điểm 2 điều. Lên đây trời, mày có kìa không? Bây giờ bỏ thua đây. Bỏ thua đi, nghỉ. Điểm 3-2. Rồi kết thúc trận đấu, Thịnh Ken và Bảo thắng.